Gắn bó đồng hành cùng Lào Cai trong suốt chặng đường 3 thập niên gian khó nhưng đầy vẻ vang từ ngày tái lập tỉnh năm 1991 đến nay. Thế hệ những doanh nghiệp doanh nhân đầu tiên lên Lào Cai đã thực sự gặp được mảnh đất lành để đầu tư sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân mình và đóng góp tích cực vào sự phát triển hội nhập của tỉnh. Phóng sự sau đây sẽ là câu chuyện về một trong những doanh nhân đã gắn bó với Lào Cai từ những ngày đầu tiên ấy. Bà Nguyễn Thị Minh Đức, Giám đốc Công ty Xây dựng Tổng hợp Minh Đức, người vẫn được cộng đồng doanh nghiệp địa phương gọi là bông hồng vàng của doanh nhân Lào Cai. Là một trong số ít doanh nghiệp tiên phong lên với Lào Cai từ những ngày đầu tiên tái lập tỉnh, bà Nguyễn Thị Minh Đức đã chọn một hướng đi được xem là phù hợp nhất lúc bấy giờ, đó là nghề xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng. Suốt hàng chục năm sau ngày tái lập, cả Lào Cai như một đại công trường hối hả ngày đêm, và doanh nghiệp Minh Đức với vốn liếng ban đầu chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng, nhưng với quyết tâm và lòng can đảm đã thực sự hòa mình lớn lên cùng guồng quay ấy. Lúc bấy giờ là tỉnh rất là ít doanh nghiệp, không có doanh nghiệp. Thế thì lãnh đạo tỉnh, các đồng chí còn đặt tên cho tôi là Ga Ca Sô, tức là gạch cắt sỏi lúc bấy giờ. Thế là tôi cũng rất là nhớ kỷ niệm đó. Thế và sau đấy thì tôi làm dần dần tất cả các công trình nhỏ. Cho đến bây giờ 70 tuổi rồi tôi vẫn cứ miệt mài để mà xây dựng cái công ty. Lớn lên cùng với sự phát triển chung của địa phương, công ty Minh Đức đã tích cực đầu tư thiết bị công nghệ, đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao hiệu suất lao động. Khoảng 10 năm trở lại đây được coi là giai đoạn bứt phá và thành công rực rỡ nhất của công ty Minh Đức, với tốc độ tăng trưởng luôn đạt từ 10 đến 15% mỗi năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng mở rộng, các quan hệ đối tác không chỉ ở trong tỉnh mà đã vươn tới cả nước và hội nhập quốc tế. Từ một cái doanh nghiệp tư nhân chỉ hoạt động trong cái lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng và bây giờ đã trở thành một cái tập đoàn đa ngành và có một quy mô tương đối lớn với doanh số đến 500 tỷ một năm. Thì đối với một cái doanh nghiệp tư nhân ở phố núi mà hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất thì cái doanh số đó là cũng rất đáng được nể trọng. Có thể nói là trong cái chiến lược hoạt động và mô hình tổ chức thì công ty đã cố gắng thực hiện theo cái chiến lược phát triển bền vững. Từ chỗ chỉ là một tổ hợp sản xuất với vài chục công nhân, thiết bị, máy móc, hầu như chẳng có gì, cho đến nay, công ty đã hoạt động trên quy mô lớn, sử dụng nhiều lao động. Lực lượng thiết bị, máy móc hùng hậu và hiện đại hiện nay là một chặng đường dài nỗ lực. Nguồn nhân lực, vật lực ấy đảm bảo cho công ty Minh Đức có thể thi công nhiều công trình lớn cùng một thời điểm. Sự cạnh tranh cũng rất là lớn. Thế nhưng mà với công ty của chúng tôi ấy, thì là cái nguyên tắc đầu tiên là mình làm phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật. Mong muốn che già măng mọc thì các doanh nghiệp nhỏ sẽ được lớn dần lên để mà còn phát triển với các tỉnh bạn. 30 năm gắn bó với Lào Cai, ngoài thành công trong kinh doanh, bà Nguyễn Thị Minh Đức đã nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng khác dành cho một doanh nhân. Đó thực sự là niềm tự hào, là động lực lớn lao để bà và những doanh nhân khác của Lào Cai tự tin hướng tới những thành công lớn hơn trong chặng đường phía trước, làm giàu cho chính mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.